Thịnh Huyền Hè Salon, Kiosk 15A, Tòa V7, Chung cư The Vesta Hải Phát, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội xin kính chào quý khách, tri ân khách hàng, ngập tràn khuyến mại, cơn mưa quà tặng, tặng dịch vụ chăm sóc tóc trị giá 200.000 đồng cho tất cả khách hàng khi đặt lịch trước, tặng mỗi người một phần quà mang về trị giá từ 200 đến 300.000 đồng khi đặt lịch từ 2 người trở lên, tặng mỗi khách hàng một lọ serum chăm sóc tóc tại nhà khi làm sản phẩm cao cấp trở lên, tặng miễn phí 100% dịch vụ thứ ba bất kỳ khi làm dịch vụ bộ uốn nhuộm, sản phẩm cao cấp, rất nhiều phần quà như thẻ hấp tóc, thẻ cắt tóc, thẻ gội đầu đang chờ đón quý khách. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đặt lịch trước, cam kết bảo hành tóc đến khi khách hàng hài lòng nhất mới thôi. Không phải tự nhiên mà cái tên Thịnh Huyền Hair Salon được nhắc đến nhiều như vậy. Đó là bao nỗ lực của tất cả nhân sự salon, nhân sự nhiều kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm, sản phẩm cao cấp, không gian máy móc hiện đại, trang thiết bị hiện đại nhất là tất cả những yếu tố mà salon luôn luôn thay đổi, nâng cấp liên tục những gì tốt nhất để phục vụ khách hàng tốt nhất. Tất cả quý khách hàng đến với Thịnh Huyền Hair Salon đều do chính tài Thịnh Huyền và những thợ chính cao cấp tư vấn thực hiện để đảm bảo chất lượng ở mức tuyệt đối. Mục tiêu của salon chính là làm hài lòng khách hàng nhất, chứ không phải kiếm được nhiều khách nhất. Khách hàng đặt lịch hay cần tư vấn dịch vụ và bảng giá chuẩn, cứ inbox trực tiếp hoặc liên hệ số điện thoại 0395478901 để được tư vấn cụ thể 24/24 nhé. Thịnh Huyền Hair Salon nhận đào tạo học viên chuyên nghiệp, địa chỉ Kiosk 15A Tòa V7, chung cư The Best Star Hải Phát, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Hotline 0395478901. Xin hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách. Thịnh Huyền Hair Salon, Kiosk 15A, Tòa V7, chung cư The Vesta Hải Phát, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội xin kính chào quý khách, tri ân khách hàng, ngập tràn khuyến mại, cơn mưa quà tặng, tặng dịch vụ chăm sóc tóc trị giá 200.000 đồng cho tất cả khách hàng khi đặt lịch trước, tặng mỗi người một phần quà mang về trị giá từ 200 đến 300.000 đồng khi đặt lịch từ 2 người trở lên, tặng mỗi khách hàng một lọ serum chăm sóc tóc tại nhà khi làm sản phẩm cao cấp trở lên, tặng miễn phí 100% dịch vụ thứ ba bất kỳ khi làm dịch vụ combo uốn nhuộm, sản phẩm cao cấp, rất nhiều phần quà như thẻ hấp tóc, thẻ cắt tóc, thẻ gội đầu đang chờ đón quý khách. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng đặt lịch trước, cam kết bảo hành tóc đến khi khách hàng hài lòng nhất mới thôi. Không phải tự nhiên mà cái tên Thịnh Huyền Hair Salon được nhắc đến nhiều như vậy. Đó là bao nỗ lực của tất cả nhân sự salon, nhân sự nhiều kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm, sản phẩm cao cấp, không gian máy móc hiện đại, trang thiết bị hiện đại nhất là tất cả những yếu tố mà salon luôn luôn thay đổi, nâng cấp liên tục những gì tốt nhất để phục vụ khách hàng tốt nhất. Tất cả quý khách hàng đến với Thịnh Huyền Hair Salon đều do chính tài Thịnh Huyền và những thợ chính cao cấp tư vấn thực hiện để đảm bảo chất lượng ở mức tuyệt đối. Mục tiêu của salon chính là làm hài lòng khách hàng nhất, chứ không phải kiếm được nhiều khách nhất. Khách hàng đặt lịch hay cần tư vấn dịch vụ và bảng giá chuẩn, cứ inbox trực tiếp hoặc liên hệ số điện thoại 0395478901 để được tư vấn cụ thể 24/24 nhé. Thịnh Huyền Hair Salon nhận đào tạo học viên chuyên nghiệp, địa chỉ Kiosk 15A Tòa V7, chung cư The Vesta Hải Phát, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Hotline 0395478901. Xin hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách. Thịnh Huyền Hair Salon, Kiosk 15A, Tòa V7, chung cư The Vesta Hải Phát, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội xin kính chào quý khách, tri ân khách hàng, ngập tràn khuyến mại, cơn mưa quà tặng, tặng dịch vụ chăm sóc tóc trị giá 200.000 đồng cho tất cả khách hàng khi đặt lịch trước, tặng mỗi người một phần quà mang